trong chuyến thị sát tổ hợp công nghiệp quốc phòng mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Giới quan sát quân sự đã đặc biệt chú ý tới một dòng tên lửa hành trình mới có hình dáng khá khác biệt so với các sản phẩm trước đó. Đó chính là dòng tên lửa Izdelye-720 do tổ hợp thiết kế Raduga phát triển. Izdelye-720 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại Diễn đàn Quân sự Quốc tế Army 2023 dưới dạng mô hình. Dù các thông tin cụ thể về tên lửa không được công bố, nhưng căn cứ vào các hình ảnh và các nguồn tin công khai cũng có thể đánh giá được tính năng của dòng tên lửa hành trình mới này của Nga. Izdelye-720 có thể coi là một biến thể phát triển từ dòng tên lửa hành trình KH-69 khi chia sẻ nhiều đặc điểm thiết kế bên ngoài. Dòng tên lửa mới khác biệt ở thiết kế cửa tiễn khí và hệ thống cảm biến radar bán chủ động thay vì hệ thống cảm biến quang hồng ngoại như trên KH-69. Thiết kế thân dạng vuông và lớp phủ đặc biệt giúp tăng tính khí động và tàng hình của tên lửa. Kích thước tên lửa Izdelye-720 nhỏ hơn đáng kể so với KH-69 với chiều dài 3,4m, sải cánh rộng khoảng 2m và trọng lượng phóng đạn là 450kg. Giới chuyên gia đánh giá, tên lửa Izdelye-720 sẽ được trang bị đầu dò radar chủ động ở phiên bản chống hạm hoặc radar thụ động ở biến thể chống radar. Trong tương lai, tên lửa này cũng có thêm phiên bản đối đất. Điểm đặc biệt của Izdelye-720 là nó không có tầng khởi tốc khi được thiết kế trang bị trên các máy bay chiến đấu phản lực. Sơ tốc ban đầu của tên lửa được tận dụng từ tốc độ của máy bay mang phóng. Hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm Izdelye-720 được biên chế cho quân đội Nga.